Các bạn đang nghe truyện Trường Sinh Bất Tử Trảm Yêu Trừ Ma trên kênh TV Audio CV. Chương 1218, trở lại Bảo Hoa Tông, 2. Theo thời gian trôi qua, ngày tháng luân chuyển. Dưới sự dẫn dắt của nhiều tu sĩ Bảo Hoa Tông, từng nhóm từng nhóm thế lực phụ thuộc bắt đầu tiến vào bảo địa. Lão bà cầm gậy, yên lặng nhìn trên trời. Đột nhiên, sắc mặt bà hơi ngưng trọng, cây gậy trong tay đột nhiên ném về phía chân trời cây gậy vốn đơn giản tinh khiết, sau khi rời tay, đón gió bão lớn, rất nhanh đã hóa thành một cây gỗ chống trời dài hơn ngàn trượng, trên cây gỗ tràn đầy sức sống, trăm hoa đua nở, mang theo khí thế mênh mông, quấy nhiễu biển mây, đập mạnh vào một chỗ, cùng lúc đó, một cánh tay trước khổng lồ, đột nhiên thò ra từ biển mây, vớt về phía nhiều tu sĩ bên dưới. Năm ngón tay của nó mở ra, tựa như thiên la địa võng, khiến sinh linh phía dưới không còn đường sống. May mắn thay, cây gỗ trăm hoa ầm ầm đập vào cánh tay đó, khiến nó thịt nát xương tan, trong biển mây cũng vang lên một tiếng gào thét dữ dội, gào khi khuôn mặt vượng dữ tận hiện ra từ chân trời, nhiều tu sĩ phía dưới đều nín thở, như bị sét đánh, vào trong. Đóng trận, Chi Lan lướt qua đám đông, cao giọng nhắc nhở. Ngay khi giọng nói của nàng vang lên, biển mây lại cuộn lên, một cánh trắng khỏe mạnh vỗ mạnh vào cây gỗ, cơn bão khí tức dữ dội quét về phía dưới, chỉ là dư chấn, đã có thể khiến nhiều tu sĩ không còn xương cốt cây gỗ trăm hoa bay ngược ra ngoài, cánh hoa tung bay, lại hóa thành cây gậy, đột nhiên đập mạnh vào lòng bàn tay của lão bà, khiến thân hình bà lão đảo lùi lại mấy bước. Tông chủ bảo hoa cưỡng ép ổn định thân hình, ánh mắt nhanh chóng nhìn xuống phía dưới, cố gắng ngăn cản cơn gió lốc do khí tức cuồng bạo tạo thành, nhưng đã hơi muộn. Ngay lúc này, dường như có núi rơi xuống, tựa như bức tường kiên cố, vững vàng ngăn cản phía trước. Gió nhẹ thổi qua núi, nó vẫn sừng sững bất động đợi đến khi khí tức trở lại bình thường mọi người hoảng sợ nhìn lại nhưng thấy đâu có ngọn núi nào chỉ có một lão giả mặc áo vải đứng ở đó lão giả cười như không cười nhìn lên trên hai kẻ oan gia các ngươi vậy mà cũng có thể tụ lại với nhau con khỉ già ngươi quên nó đã từng cắn nát đầu mẹ ngươi rồi sao lời chưa dứt lại có một lão giả cao lớn xuất hiện bên cạnh hắn hai người đứng trước sau khí thế từ ngọn núi hóa thành dãy núi liên miên càng thêm vững chắc khó có thể lay chuyển đa tạ đạo hữu tương trợ tông chủ bảo hoa thở phào nhẹ nhõm phải biết rằng đồ nhi của bà vừa rồi cũng ở trong đám đông đó khách khí lão giả hơi chấp tay phóng khoáng nói bàn sơn tông phụng lệnh của tông chủ thẩm nam dương đến nam hồng trợ giúp nghe thấy cái tên tông chủ thẩm tông chủ bảo hoa hơi sững sờ chi lan trong đám người cũng vô thức nhìn về phía lão giả phía trước hóa ra vị tông chủ trẻ tuổi kia trong lòng vẫn nhớ đến bảo hoa tông của các nàng hơn nữa ngay cả cường giả như vậy, hiện tại cũng phải nghe theo sự sai khiến của đối phương, tông chủ thẩm càng ngày càng giống tông chủ Nam Dương 10 vạn năm trước. Hừ. Tông chủ Bàn Sơn thu tay lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng, nhìn về phía chân trời, trốn ở đó làm gì, bản lĩnh của hai người lão phu không biết sao? Còn không mau cút đi, so với việc giao thủ với hai con yêu quái này, thì trước tiên giúp tu sĩ tông môn này rút vào bảo địa càng quan trọng hơn. Đúng là trò cười lớn, tu sĩ Tây Hồng chạy đến giúp đám Nam Mang tử này trấn thủ bảo địa, lão hoàng, ngươi thật sự là ăn no không có việc gì làm. Lão vượng chậm rãi rút cánh tay lại, chế nhạo nói, còn phụng lệnh của tông chủ Nam Dương, ngươi có phải 10 vạn năm nay chưa từng ra ngoài không, tin tức cũng quá bế tắc rồi. Thật sự coi Nam Hồng Thất tử vẫn là thất tử ngày xưa sao, là chỗ dựa mà Bàn Sơn Tông có thể dựa vào sao, không sao cả, Nam Mang tử khắp nơi là món ngon lần này không ăn được lần sau đến ăn cũng giống nhau người tốt nhất có thể luôn ở đây trấn giữ thay ta thêm hai món ăn ngon lão vượng cười âm trầm biết việc không thể làm được cũng không ở lại lâu cả khuôn mặt từ từ ẩn vào trong biển mây tông chủ bàn sơn im lặng đứng tại chỗ tuy rất muốn phản bác nhưng là thế lực của tây hồng tận mắt chứng kiến những chuyện xảy ra trong thời gian này trong lòng hắn rất rõ ràng con khỉ già này nói thật nếu không hắn cũng sẽ không vội vã mang theo phân tông chủ từ tây hồng chạy đến dưới sự xua đuổi toàn lực của long cung tây hồng hiếm khi trở thành cục diện không có đại yêu đây là chuyện tốt đối với bọn họ nhưng đối với nam hồng quả thật khiến người ta nghĩ đến là lòng phát lạnh dưới xu thế này bàn sơn tông có đến hay không hoàn toàn không ảnh hưởng đến cục diện bọn họ cũng chỉ có thể làm những việc trong khả năng mà thôi đạo hữu tiếp nhận xong nhóm người này thì đóng tông trước đi Xem tình hình rồi nói sau. Tông chủ Bàn Sơn chỉ cần nhìn tình hình trước mắt, đã biết tông chủ Bảo Hoa này là người nhân từ, nhưng thời gian quả thật hơi gấp. Ta hiểu rồi. Lão bà thở dài một tiếng, nhìn về phía Đồ Nhi. Chi Lan mím môi, ánh mắt quét về phía đám tu sĩ đồng đạo sắc mặt đau buồn trước mặt, nhắm mắt lại, lấy ngọc giảng ra, đợi bọn họ vào tông thì chuẩn bị đóng trận. Có lòng cứu người nhưng không có thực lực tương ứng. Hiện tại Bảo Hoa tông đã là thân mình khó giữ. Đám đông lại bắt đầu di chuyển, chỉ là so với trước đó ngăn nắp trật tự, lúc này nhiều tu sĩ đều chen lấn về phía trước, sợ rơi lại phía sau, không vào được bảo địa trước mắt. Còn nhiều tu sĩ của các thế lực phụ thuộc hơn, hiện tại vẫn đang ở khắp nơi, ngóng trong bảo hoa tông tiếp dẫn. Đúng lúc này, đám đông đang di chuyển đột nhiên dừng lại. Chỉ nghe thấy một tiếng thét chói tai của khỉ vượng nổ vang trên không trung, như sấm sét giữa trời quang, khiến xung quanh rơi vào tĩnh lặng chết chóc trong chớp mắt cả bầu trời xanh đột nhiên vạn vẹo nhật nguyệt mất sắc biển mây cuộn trào giữa màn trời dường như có thêm một bóng bàn tay lạnh lùng nắm lấy cổ lão vượng một lần nữa bắt con đại yêu đã rời đi này quay lại giam cầm dưới bầu trời xanh này sau đó mạnh mẽ kéo cái bóng ẩn trong đó ra dưới sự dãy dụa điên cuồng của nó ầm ầm ném xuống dưới ầm 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 con khỉ vượng khổng lồ lông dày đặc toàn thân cường tráng dường như có thể bước một bước qua sông núi lúc này tựa như núi rơi xuống đập mạnh vào mặt đất nhiều tu sĩ bất kể là cưỡi pháp bảo hay đứng trên mặt đất đều bị khí tức chấn động kia hất văng ra ngoài một cách thê thảm bọn họ kinh hãi nhìn về phía bên kia chỉ thấy thân hình to lớn như núi hơi co giật cả cuộc sống đã bị bẻ gãy không thương tiếc cái đầu dữ tận cứ lắc lư treo trên lưng dưới lớp da lông hoàn chỉnh máu thịt đã bị lực lượng khổng lồ nghiền nát thành thịt vụn rõ ràng là không còn hơi thở tuy nhiên bầu trời xanh vẫn đang thay đổi. Một bóng dáng khổng lồ tương tự lao ra khỏi biển mây, hoảng sợ bỏ chạy khỏi nhà tù này. Nhưng bất kể nó chạy trốn nhanh đến đâu, thì bầu trời này vẫn kéo dài rộng lớn đến đó. Giây tiếp theo, cả màn trời ập xuống dưới trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, trời sập rồi, con hạt yêu có bộ lông như ngọc bích, tựa như bị cuồng phong cuốn lấy, không có chút sức lực nào để giải dụa, bị trấn áp xuống dưới, gan mật đều vỡ nát, nhìn chầm chầm vào bầu trời vô tận đang đè xuống mình ầm biển mây đập mạnh vào mặt đất khiến toàn bộ khu vực xung quanh bão hoa tông tựa như tiên cảnh mà trong làn sương mù dày đặc này lại dấy lên mùi máu tanh nồng nặc nhưng khi sương trắng tan hết con hạt yêu kia đã nằm cùng với lão vượng toàn bộ cơ thể đều xẹp xuống biến thành một cái túi da rách đầy thịt nhão đừng nói là tu sĩ bình thường ngay cả ba vị đại năng hợp đạo cảnh lúc này cũng thần tình sợ hãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm chỉ thấy bầu trời vẫn trong xanh trong trẻo và yên tĩnh dường như những biến hóa vừa rồi chỉ là ảo giác của bọn họ nếu nhất định phải nói có gì khác chính là trong màn trời trong trẻo đó có thêm một bóng dáng mặc áo đen đứng chắp tay vạt áo tung bay tựa như trời đất này đều đang hòa nhịp theo trên khuôn mặt trắng trẻo của thanh niên đôi mắt trong trẻo bình tĩnh quét nhìn xung quanh như đang tuần tra lãnh địa của mình rõ ràng lơ lửng giữa biển xanh trời biết thật sự nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác như hắn đang đứng trong bảo địa hợp đạo Chi Lan nuốt nước bọt, nhìn chầm chầm vào khuôn mặt quen thuộc đó, thật sự không thể nào gắn kết được với ký ức của nàng về người tu sĩ phản hư nhỏ bé kia, trên mặt mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy yên tâm. Nhưng cảm giác yên tâm đó, vẫn như cũ. Dường như chỉ cần đối phương đứng ở phía trước, thì trên đời này sẽ không còn bất cứ chuyện gì đáng để lo lắng. Tông chủ thẩm, tông chủ bảo hoa do dự rất lâu, mới không chắc chắn lắm gọi cái danh xưng này bà nhớ lần trước nhìn thấy tông chủ thẩm trong bảo địa nam dương đối phương dường như không phải như vậy sau khi xác định không còn yêu quái khác thẩm nghi mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía tông chủ bảo hoa không sao chứ tông chủ bảo hoa không chút do dự lắc đầu có sao hay không phải xem so với ai so với hai con đại yêu hợp đạo cảnh đã chết kia thì chút kinh hãi mà đám tu sĩ này chịu phải thật sự không đáng là gì thần nhạc pháp tuyệt đối là thần nhạc pháp tông chủ bàn sơn chết miệng, lén nhìn phân tông chủ bên cạnh, trên mặt đầy kích động. Hắn cũng đã đọc kỹ thần nhạc, trấn nhạc, thanh thiên tam pháp. Vừa rồi động tĩnh khi tông chủ thẩm ra tay, hoàn toàn chính là hình dáng tam pháp cùng ra mà mình tưởng tượng, vị thiên kiêu tuyệt thế này, thật sự đã dung hợp ba pháp đến mức độ tròn vẹn như vậy. Trong vô danh sơn tuy không có tiên pháp, nhưng đối phương vậy mà dựa vào bản thân, cưỡng ép nâng pháp quyết này lên đến hiệu quả kinh khủng mà chỉ tiên pháp mới có, hô. Vị phân tông chủ kia nhẹ nhàng thở ra một hơi, bây giờ cuối cùng hắn cũng biết tại sao tông chủ lại vội vã kéo hắn theo như vậy. Nam Hồng thất tử có thể không phải là chỗ dựa, nhưng thanh niên trước mắt, sau này tuyệt đối là cái cây to lớn nhất trong Hồng Trạch, ngoại trừ tiên nhân, lão hủ bái kiến thẩm tông chủ. Đợi đến khi Bảo Hoa Tông tiếp nhận tất cả tu sĩ của bàn Sơn Tông vào trong bảo địa, Bảo Hoa Tông chủ mới nghiêm túc hành lễ lại. Giữa các tu sĩ hợp đạo cảnh cũng có chênh lệch. Sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, bà dành cho thẩm nghi sự tôn trọng ngang hàng với những cường giả thiên cảnh thực sự như Diệp Kéo và Cơ Tĩnh Hy. Không trách được thất tử vẫn còn dư lực để hỗ trợ Bảo Hoa Tông. Ngay cả khi Nam Long cung mời được kỳ gia lão đại đến, số lượng cường giả thiên cảnh bên đó vẫn thiếu một người. Cũng không trách được Nam Long cung lại phát đi như vậy ngay cả bản thân mình, nếu biết bên đối thủ có một thiên kiêu trẻ tuổi trưởng thành nhanh chóng như vậy, e rằng cũng sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Cái đầu trên cổ này có thể giữ được bao lâu, tùy thuộc vào việc thiếu niên này khi nào mới ngộ ra. Chuyện như vậy, những tộc rồng kiêu ngạo đó làm sao chấp nhận được. Bảo Hoa Tông chủ nhìn thấy thẩm nghi, trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ lên nhiều nghi hoặc. Bà nhanh chóng giải thích tình hình hiện tại của Nam Hồng cho Thẩm Nghi. Hai vị tông chủ của bàn Sơn Tông ở bên cạnh bổ sung thẩm tông chủ chuyện này muốn giải quyết suôn sẻ e rằng vẫn phải sớm đưa ra lựa chọn mới được đối với hoàng lão đầu mặc dù sức mạnh mà thẩm nghi thể hiện ra rất khủng bố nhưng vẫn nằm trong dự liệu của lão nói chính xác là sau khi trải qua những chuyện trước đó cho dù thẩm tông chủ có lao xuống nước giết chết nam long vương ngoài sự chấn động lão cũng sẽ cảm thấy hợp tình hợp lý nhưng có những chuyện không thể giải quyết chỉ bằng sức mạnh ít nhất thì sức mạnh hiện tại của thẩm tông chủ vẫn chưa đủ cường giả thiên cảnh tuy ngạo thì thế gian nhưng muốn dựa vào sức một mình mà bảo hộ toàn bộ nam hồng có hơi viễn vông những thế lực phụ thuộc nhỏ bé đó khi đối mặt với đại yêu hợp đạo cảnh đừng nói là chống cự có thể chống đỡ được mười hơi thở đã coi như con đại yêu đó không đủ đói rồi có lẽ tất cả nam hồng thất tử cộng lại có thể làm được nhưng hiện tại những tông chủ đó lại bị nam long cung cuốn lấy căn bản không rảnh tay hơn nữa lúc này có bao nhiêu yêu ma sẽ ưu tiên tấn công từ hướng nào, tất cả đều là ẩn số, sức mạnh của thẩm tông chủ có mạnh hơn nữa cũng không thể phân thân, có lực cũng không có chỗ dùng. Quả nhiên, bảo hoa tông chủ rõ ràng nhận thấy thẩm tông chủ do dự một chút. Chuyện này dù đặt lên người ai cũng sẽ cảm thấy vô cùng nan giải. Biết rồi. Thẩm nghi hơi sửng sốt, sau đó khẽ gật đầu đáp lại. Hắn đã nghĩ Tây Long Cung sẽ ra tay, nhưng không ngờ đối phương lại đuổi tất cả những đại yêu đó đến nam hồng khi hắn đang thiếu trấn thạch nhất đương nhiên hắn biết đám giao long giác ngọc sừng bạc này đang nghĩ gì muốn dẫn vạn yêu điện ra đây quả thực là một cách hay nhưng vấn đề là tây long cung chỉ có thể bắt được khí tức của hai vị điện chủ an ức và úc lan có mang theo phù ấn huyết mạch trồng, mà lúc này hai trấn thạch này đều bị hắn đặt trong nam dương bảo địa để phòng ngừa tình huống bất ngờ căn bản sẽ không ra ngoài hơn nữa muốn giải quyết tai họa yêu ma này chẳng qua cũng chỉ là xem bên nào đông người hơn mà thôi về chất lượng thì thôi kha thập ta mạnh nhất cũng chỉ là thiên cảnh trung kỳ còn lâu mới địch lại được cao thủ cấp bậc long vương nhưng về số lượng thẩm nghi chưa từng sợ ai nghĩ đến đây hắn giơ tay cáo biệt mọi người làm phiền hai vị tạm thời giúp ta trông coi nơi này có tình huống gì thì truyền tin cho nam dương tông chỉ cần tin tức truyền đến nam dương bảo địa có hai vị điện chủ ở đó thẩm nghi có thể nhận được ngay lập tức xin thẩm tông chủ yên tâm chúng ta nhất định sẽ không phụ lòng ngụy thác quyết bảo vệ tông này bàn sơn tông chủ tin chắc nói thẩm nghi thật ra không có ý này hắn càng muốn hai người này làm chuyện khác đó là trông chừng đám đại yêu đó một chút đừng để chúng chạy mất đây đều là bảo tài giúp hắn đột phá thiên cảnh nhưng hắn không nói nhiều trực tiếp xoay người áo đen khẽ lay động cùng với hai con yêu thú khổng lồ kia tất cả đều bị mây đen nuốt chửng nhanh chóng biến mất nơi đường chân trời dưới sự che giấu của mây đen thẩm nghi thành thạo ngưng tụ ra hai trấn thạch con viên yêu và cầm yêu này có thể quen thuộc với bàn sơn tông chủ như vậy tu vi cũng không thấp đều là đại yêu địa cảnh trung kỳ chỉ là bị tiên pháp nghiền ép mà thôi hai con đại yêu cung cấp hơn ba trăm năm yêu thọ muốn tái tạo lại hai yêu hồn có thể còn lỗ khoảng ba trăm năm May mắn là hiện tại thẩm nghi tài nguyên dồi dào, cũng không để ý đến chút lẻ tẻ này. Yêu ma thọ nguyên còn lại, 3, 110. 0005, thi thể hóa thành huyết hà, trấn thạch chợt mở mắt. An ức. Thẩm nghi hơi ngẩng đầu, ở trong Nam Dương Bảo Địa xa xôi, thân đá nhỏ bé im liềm nhận được tin tức, tây điện của vạn yêu điện nhanh chóng mở ra, tạo thành liên kết với trấn thạch của hai con đại yêu này. Đồng thời, huyết sắc ẩn chứa trong kim quan rực rỡ của tiên thành lại trở nên nồng đậm hơn nhiều, dưới ánh sáng huyết quang lay động, ngay cả tiên thành hùng vĩ cũng thêm vài phần hung ác. Thần hồn là thứ quan trọng nhất đối với tu sĩ, ngọc bội âm dương vừa có thể chém hồn vừa có thể hộ thần, ưu tiên nâng cao đạo binh này, tuyệt đối là lựa chọn thận trọng nhất. Ngoài sự thay đổi của đạo binh tiên thành, thẩm nghi hít sâu một hơi, mơ hồ nhận thấy khí tức của thứ đang thai ngén trong tây điện càng ngày càng rõ ràng dưới sự dẫn dắt của huyết mạch an ức. Lấy huyết mạch của chúng yêu làm thần thông, mới có thể bước vào tầng thứ thiên cảnh. Khoảnh khắc tiếp theo, hai trấn thạch lao ra khỏi mây đen, lần lượt lao về hai hướng khác nhau, ngoài khu vực của Nam Hồng Thất Tử, tiếng trống trận vang vọng không dứt. Mà trong chiếc long xa khổng lồ đó, Nam Long Vương nhắm mắt dưỡng thần, hai trưởng tử của tộc rồng ngồi hai bên. Kỳ Chiêu Nghĩa cầm ốc biển, điều động đám yêu binh của Long cung mà lão mang đến, nhanh chóng di chuyển trong nước, cử thư đến tay đám đại yêu Tây Hồng trong đó còn bao gồm cả sơ đồ phân bố vị trí của tất cả các thế lực phụ thuộc của Nam Hồng Thất Tử. Nhiều năm đối đầu như vậy, hai kẻ thù không đội trời chung đã hiểu rõ về nhau đến mức không thể hiểu rõ hơn được nữa. Bẩm báo Long Gia, thư đã được gửi đến rồi, đầu bên kia ốc biển truyền đến giọng nói gấp gáp của yêu binh, nhưng còn chưa kịp nói xong, đã vang lên một âm thanh nhai nuốt khiến người ta ê răng. Răng rắc, răng rắc. Ngươi là nghiệt súc. Ta là phó tướng của Tây Long Cung. Mau thả bản tướng ra. A à, thả ra, cầu xin ngươi, thả ra. Long gia. Đợi đến khi tiếng gào thét tuyệt vọng của yêu binh dần lắng xuống, ở đầu bên kia ốc biển chỉ còn lại tiếng cười tàn bạo. Kỳ chiêu nghĩa bình tĩnh, chỉ có lòng ngực hơi phập phồng, lão đặt ốc biển xuống, ngăn cách tiếng cười chói tai đó. Đám yêu ma này bị phụ vương dẫn người đuổi ra khỏi Tây Hồng, có quán khí với yêu binh của Tây Hồng cũng bình thường, mặc dù có hơi mất mặt nhưng lúc này không phải là lúc tính sổ chỉ cần gửi thực đơn đó đến tay đám đại yêu này, để chúng biết nên đi đâu ăn thịt là được. Đợi đến khi nhổ bỏ hoàn toàn tai mắt của Nam Hồng Thất Tử, đến lúc đó thủy lục của Nam Hồng, tất cả tin tức đều nằm trong tầm kiểm soát, bản thân những đại yêu thiên cảnh này cũng không cần phải luôn chờ đợi ở đây. Đến lúc đó mới từ từ nghĩ cách thu phục đám đại yêu này cũng không muộn. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Kỳ Chiêu Nghĩa nhẹ nhàng vung tay, hai yêu binh vén tấm rèm dày của Long Sa lộ ra một bóng dáng gầy gò ở bên ngoài chỉ thấy người đến có làn da trắng bệch toàn thân phủ đầy hàng xương trong vẻ mặt non nớt nhưng râu tóc đã kéo đến đầu gối một bộ quần áo vải rách nát gần như mục nát giống như vừa bị người ta kéo ra từ một hang động lạnh lẽo nào đó hàng sơn lão tổ chiêu nghĩa xin hành lễ kỳ chiêu nghĩa đứng dậy chủ động chắp tay hành lễ với người đó phụ thân ngươi dẫn theo huynh đệ của ngươi quấy rầy ta thanh tu hủy hàng sơn của ta ép ta phải chạy trốn đến đây, lại để ngươi ở đây đóng vai người tốt, thật là buồn cười. Hàng sơn lão tổ bước chậm vào trong long xa, ánh mắt quét qua bóng dáng vĩ đại ở sâu trong đó, có nam long vương ở đây, lão cũng không quá phóng túng. Chuyện này, kỳ chiêu nghĩa sửng sốt một chút, sau đó cười nói, lão tổ hiểu lầm rồi, chuyện xảy ra đột ngột, thật ra đây là vì nghĩ cho người, sau khi ăn uống no nê ở trong sát kiếp, người vẫn luôn bế quan đến nay, lại không biết tây hồng hiện tại có thêm một vạn yêu điện chuyên môn nô dịch các đại yêu tộc đặc biệt là những người có tu vi cao cường đương nhiên tây long cung của chúng ta cũng có tư tâm nếu để cường giả như hàng sơn lão tổ bị vạn yêu điện ám toán và khống chế trong tình huống không kịp đề phòng đối với tây long cung của chúng ta là vô cùng bất lợi dù sao thì sức mạnh của lão tổ ngay cả chúng ta cũng vô cùng kiên kỵ thời gian quá gấp không kịp giải thích cho nên mới dùng hạ sách này Phụ vương để ta tiếp ứng ở Nam Hồng, chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vị trưởng tử của Tây Long Cung này giải thích mấy câu, cuối cùng cũng khiến sắc mặt của hàng sơn lão tổ hơi khá hơn một chút, dù sao lão có cô là quẩn đến đâu thì dưới trướng vẫn còn mấy tên đồ tử đồ tôn chạy việc. Vạn yêu điện, thế lực yêu ma này đã sớm khiến Tây Hồng kinh động, lão cũng có nghe nói. Lời ngon tiếng ngọt, ta nghe đủ rồi. Hàng sơn lão tổ lắc đầu, lạnh nhạt nói muốn lão tổ ta làm tiên phong cho Long Cung, đi đối phó ba tu sĩ bên cạnh, ngươi nghĩ ta ngu ngốc lắm sao? Nhiều năm trước, bất kể có nguyên nhân bên ngoài nào hay không, nhưng những người đó đều là tồn tại có thể ngang hàng với nhiều thế lực của Bắc Hồng. Đặc biệt là dịp kéo, đến tận hôm nay, hàng sơn lão tổ vẫn sợ hãi phong mang của hắn. Cho dù Nam Long Vương tự mình ra tay, tính cả bản thân lão, lấy bốn địch ba, trong tình huống những người đó dựa lưng vào bảo địa, tỷ lệ thắng vẫn không cao cho dù trả giá đắt may mắn thắng được một yêu tu ngoại lai như lão làm sao có thể cướp được lợi ích trong tay đám long cung này nếu lão làm loại mua bán này cũng không sống được đến ngày hôm nay chật lão tổ nghĩ nhiều rồi kỳ chiêu nghĩa vẫy vẫy tay nghiêm túc nói hôm nay mời người đến ngoài việc nhắc nhở người tạm thời đừng quay về tây hồng cũng đừng để thất tự phát hiện ra sự tồn tại của người tránh xảy ra nguy hiểm gì chủ yếu là để bồi tội nói rồi lão lấy ra một tấm bản đồ, nhỏ hơn rất nhiều so với bản đồ đưa cho những yêu ma khác, trên đó chỉ ghi lại vị trí của các thế lực phụ thuộc của Nam Dương Tông. Đây là đại tiệc của Nam Hồng chuẩn bị riêng cho người. Có chúng ta trong chừng ba vị tu sĩ thiên cảnh kia, hàng sơn lão tổ có thể tự do thoải mái, tùy ý sử dụng. Nghe vậy, hàng sơn lão tổ do dự một chút. Tình huống có thể ăn uống thả cửa, không kiên dè như vậy, Lần trước mới được trải nghiệm trong sát kiếp, cũng đã tạo nên sức mạnh của lão như bây giờ. Hơn nửa sát kiếp lần trước, nguyên nhân là do Đông Long Cung và Nam Hồng thất tử đắc tội tiên nhân, dẫn đến tạm thời thế yếu, những thế lực khác vì muốn lấy lòng tiên nhân hoặc đơn thuần là thèm thuồng, bắt đầu nhân cơ hội này liên thủ với nhau đại sát những tông môn phụ thuộc từng dựa vào hai cây đại thụ này. Dết đến hang máu, cuối cùng không thể dừng lại được, biến thành một trận hỗn chiến lớn lan rộng đến cả Tứ Hồng trong tình huống như vậy. Lão còn phải cẩn thận, đi tranh giành sống chết với những tu sĩ hoặc yêu ma khác. Hiện tại, lại là Nam Long Cung và Kỳ Chiêu Nghĩa này thay lão trong chừng, để lão tùy ý sử dụng, nếu trong này không có hố thì lão cũng không tin. Nhưng đã đến rồi, lại bị thương trong tay Nam Long Vương, quả thực cũng cần bồi bổ một chút. Dù sao ăn nhiều đến đâu, lão cũng không thể giúp đám tộc rồng này xông lên, cùng lắm đến lúc đó trở mặt không nhận, trực tiếp đến Bắc Hồng tiêu hóa thu hoạch. Vậy ta cũng không khách khí nữa. Hàng Sơn Lão Tổ đưa tay nhận lấy tấm bản đồ, khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi Long Sa. Đợi đến khi Lão hoàn toàn rời đi. Nam Long Vương cuối cùng cũng mở mắt, đưa ra đánh giá, con thú này mạnh hơn nhiều, 10 phần thắng. Mặc dù không nói rõ người kia là ai, nhưng hai trưởng tử của tộc rồng đều biết, đối phương đang so sánh Hàng Sơn Lão Tổ với Thẩm Nghi. Kha Thúc nói đúng, nhưng vãn bối vẫn tò mò, vị tông chủ Nam Dương đó thật sự lại không khôn ngoan như vậy sao? Kỳ chiêu nghĩa không biết nhiều về Nam Hồng thất tử, nhưng lão vẫn không tin, một người có thiên phú như vậy, chỉ cần yên tâm tu hành là có thể nắm chắc phần thắng, lại vì những chuyện này mà ra ngoài mạo hiểm. Cho dù tên tiểu tử đó nguyện ý, đám tông chủ này lại có thể trơ mắt nhìn sao, hừ. Kha gia thái tử mặt trọng giáp, chậm rãi rút một cuốn sách bên cạnh, tùy ý lật xem, nhạt nhẽo nói, mỗi lần chỉ cần liên quan đến chuyện của nam dương tông nhớ kỹ là mỗi một lần hắn đều sẽ ra mặt chưa từng có ngoại lệ kha gia thái tử lặng lẽ nhìn cuốn sách trong tay cho nên ta nói người tốt không sống lâu muốn quản nhiều chuyện chết cũng càng nhanh xem như là cả hai bên đều đồng thời bỏ qua sự tồn tại của vị thẩm tông chủ kia thật ra trong lòng đều đang nhìn chằm chằm vào hắn hơn nữa cho dù hắn không ra ngoài vị hàng sơn lão tổ này ăn uống no nê tu vi lại tăng tiến chẳng phải cũng là chuyện tốt đối với ngươi sao kha gia thái tử có hơi khó chịu nhìn sang trong mắt gã mấy bảo dược nhân thể của nam hồng này đều nên thuộc về gã hiện tại lại bị cho một người ngoài hừ tất cả đều là ân tình của kha thúc chiêu nghĩa nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng vĩnh viễn không quên kỳ chiêu nghĩa cung kính cuối người hành lễ với nam long vương không sai với tu vi của hàng sơn lão tổ vạn yêu điện làm sao có thể bỏ qua cho lão mà đếm khắp hai vùng tây nam chỉ có một mình tây long cung là thế lực có thể bảo vệ được lão mà thôi so với những huynh đệ xa lạ kia nếu hàng sơn lão tổ muốn chấp nhận chiêu mộ bản thân lão mới là lựa chọn tốt nhất còn bây giờ chúng ta chỉ cần xem kịch là được kỳ chiêu nghĩa ngồi trở lại ung dung nhìn về phía xa lão thật sự rất hưởng thụ cảm giác này bản thân lão ở ngay đây ba tu sĩ cường đại nổi danh đã lâu kia lại không dám bước ra nửa bước dù sao thì đó cũng từng là nam hồng thất tử nổi danh một thời, có thể dẫm lên đầu bọn họ, cảm giác này thật sự không thể thoải mái hơn được nữa. Đặc biệt là dịp kéo, lúc trước ở Yến Tiệc, còn đẩy lão một cách ngông cuồng như vậy, bây giờ sao lại câm rồi, kỳ chiêu nghĩa thật sự rất tò mò, sau khi đám tu sĩ này biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, sẽ lộ ra biểu cảm đặc sắc như thế nào, lão lẩm bẩm, các ngươi có tu vi thiên cảnh, ăn không những năm tháng cống nạp và tôn kính này, rốt cuộc có thể bảo vệ được cái gì chẳng qua là thu chút lãi trước mà thôi kha gia thái tử khẽ thở ra một hơi lúc trước còn cảm thấy phụ vương có hơi quá nhút nhát bây giờ mới biết giết người đánh vào tâm lý mới là hả giận nhất quả nhiên ngay khi chiếc bảo thuyền thanh nguyệt đó lướt qua đường chân trời rơi xuống giữa thất tông nam hồng ba bóng dáng trấn giữ thất tông gần như đồng loạt biến sắc ngươi chắc chắn là có nhiều như vậy cơ tỉnh hy nghiến chặt răng toàn thân phát ra nguyệt huy thời gian gấp gáp như vậy thậm chí không kịp để lại quá nhiều thời gian cho những thế lực phụ thuộc đó rút lui cho dù đã chuẩn bị sẵn sàng trả giá một phần nhưng ngay cả người trầm ổn nhất như tề ngạn sinh cũng không ngờ rằng cái giá này lại thảm trọng như vậy liên quan đến tất cả sinh linh của nam hồng lúc đùa dẫn từng nói thực sự không được thì đóng cửa không ra mặc cho bên ngoài mưa bão cũng không liên quan đến thất tử không ngờ rằng lại thành sự thật mà khi thực sự rơi vào tình cảnh này, cơ tỉnh hy quét mắt qua khuôn mặt của các sư huynh, lại phát hiện hình như không có ai ngồi yên được. Mời mấy vị sư huynh đi theo ta ra ngoài, cứu được bao nhiêu tính bấy nhiêu. Cơ tỉnh hy chậm rãi đứng dậy, nhìn mấy vị tông chủ địa cảnh, cuối cùng cũng không đóng vai tiểu sư muội ngoan ngoãn nữa, mượn cho chúng 10 cái gan, đám rồng già đó cũng không dám thực sự giết ra. Còn vị trí của ta, đi mời thẩm tông chủ đến bổ sung, để hắn và tề diệp sư huynh trấn giữ nơi này, đủ để chấn nhiếp ba con yêu rồng kia nàng không có chút do dự nào dường như đã nghĩ rõ ràng từ lâu đám đại yêu tây hồng đó đã sớm đi qua bão hoa tông lúc này ước chừng đã lan ra khắp nơi ở nam hồng lại do dự nữa thì chẳng còn gì mà cứu hắn được không tề ngạn sinh liếc mắt nhìn sang vị trí này chính là quyết định sự sống chết của nam hồng thất tử cơ tỉnh hy phụ trách là một con yêu rồng thiên cảnh trung kỳ còn là một con yêu rồng xuất thân từ thế lực hiển hách như tây long cung nội tình của nó tuyệt đối không phải yêu ma bình thường có thể so sánh được. Nhìn thấy tiểu sư muội nghiêm túc gật đầu, lão thu hồi ánh mắt, không nói thêm gì nữa, các vị cẩn thận, đi mời thẩm tông chủ đi. Theo đặng tương quân nhanh chóng lao đến Nam Dương Bảo Địa, đón tiếp lão vẫn là thiếu niên non nớt lần trước. Tông chủ không ở đây, có chuyện gì xin vô song tông chủ nói cho biết, đệ tử nhất định sẽ kịp thời bẩm báo. Nghe vậy, sáu người trên bầu trời đều rơi vào trầm mặc ngay cả cơ tĩnh hy cũng hơi nhảy mí mắt khuôn mặt tuyệt mỹ dần dần bị bất lực chiếm cứ từ sau khi quen biết thẩm tông chủ tiền đồ của toàn bộ nam hồng thất tử đột nhiên biến thành một dãy núi gập ghềnh lúc lên lúc xuống thăng trầm bất định khoảnh khắc trước còn như sắp bước ra khỏi hồng trạch trở thành tông phái lớn thực sự thẳng đến tiên đình khoảnh khắc sau lại khiến người ta cảm thấy toàn bộ bầu trời đều ảm đạm ta hơi choáng váng cơ tĩnh hy nhẹ nhàng xoa trán đột nhiên cảm thấy có chút mơ hồ nàng cảm thấy Long Cung thật ra không cần thiết kế bẫy rập và âm mưu gì, thẩm tông chủ sẽ tự mình nhảy vào hố. Cơ tỉnh hy hít sâu một hơi, mau đi tìm, mau đi mấy vị tông chủ địa cảnh vội vàng xoay người, mỗi người lấy ra pháp bảo, lao về những hướng khác nhau. Nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của mấy vị tông chủ này. Trong Long xa, ngay cả khóe môi của Nam Long Vương cũng để lộ một nụ cười nhạt. Cho dù tính cách cẩn thận đến đâu, bị người ta trước mặt ấn con trai thứ hai của mình lên bàn giống như một con lợn chết cứ như vậy mà giết chết trong lòng làm sao có thể không tức giận hiện tại nó cũng muốn để mấy người này trải nghiệm cảm giác tương tự vẫn là kha thúc hiểu cách hủy diệt đạo tâm của đám tu sĩ này kỳ chiêu nghĩa kịp thời tân bốc một câu nhưng ngay lúc này chiếc ốc biển bên cạnh lão lại khẽ rung lên vị trưởng tử của tây long cung này nhíu mày có hơi không tình nguyện cầm ốc biển lên không biết lại là yêu tướng nào gặp nạn nhưng lão thật sự không muốn nghe thấy tiếng ồn ào của chúng làm phiền lòng người có thể chạy thì chạy không chạy được thì coi như chết vì tây long cung của chúng ta ngay lúc này đầu bên kia ốc biển truyền đến tiếng gọi hỗn loạn long gia đám đại yêu đó chúng tự giết nhau rồi lời còn chưa dứt ba con rồng già đột nhiên nhìn nhau đều nhìn thấy sự hoang đường và khó tin trong mắt đối phương đám yêu ma chết tiệt này không đi ăn bảo dược nhân thể ở Nam Hồng, lại chạy đến đây đánh nhau, yêu của Tây Hồng các ngươi, có phải đứa nào cũng có vấn đề về đầu óc không? Kha gia thái tử kinh ngạc lên tiếng. Ai biết chúng nghĩ gì? Kỳ chiêu nghĩa hít sâu mấy hơi, vội vàng nói, là chia chát không đều, không phải yêu tướng đó ngơ ngác nói, hình như, hình như chúng phản bội lời nói đột ngột dừng lại, trong long xa, chỉ còn lại âm thanh thân thể của yêu tướng bên kia và ốc biển bị nghiền nát cùng lúc chậm rãi vang vọng khiến lòng người lạnh lẽo vô cùng. Chapter 579 Tình thế quỷ quyệt Tiếng gầm vang dội khắp núi biển, khiến sóng xanh ập ngược, đập mạnh vào một ngọn núi cao. Trong núi, đầy rẫy những tu sĩ hoảng hốt. Một số dù nét mặt méo mó, vẫn gắn gượng bình tĩnh, điều khiển đại trận, mong có thể kháng cự đôi chút. Nhưng phần lớn tu sĩ khác đã lấy ra bảo cụ cầu sinh đổi bằng giá cao, cố gắng nắm bắt tia hy vọng sống sót cuối cùng dưới tai họa yêu ma này, dù họ là chấp sự thậm chí trưởng lão của tông môn này ngày thường được vạn người kính trọng cả gia tộc đều đóng quân ở đây nhưng dưới sức ép kinh hoàng của đại yêu hợp đạo cảnh tất cả những thứ này đều bị bản năng quăng ra sau đầu tuy nhiên chưa từng có cơ hội sống sót nói gì đến nắm bắt sóng nước đục ngầu dễ dàng đâm nát pháp trận giữa núi cao các tu sĩ điều khiển pháp trận đều bị hất văng ra ngoài máu tươi tràn đầy mũi miệng chỉ trong chớp mắt đã như sợi chỉ mảnh treo chuông trong chừng không sống nổi mất đi sự bảo vệ của pháp trận những bóng dáng điều khiển bảo cụ bay lên không trung đều bị sóng âm phát ra từ yêu ma hất tung trong tiếng răng rắc những bảo cụ quý giá lần lượt vỡ tan chỉ một tiếng gào thét đã khiến một thế lực phụ thuộc có tiếng ở nam hồng dựa lưng vào nam hồng thất tử gần như bị hủy diệt hoàn toàn đây chính là sự tàn sát nghiền ép của đại yêu hợp đạo cảnh đối với sinh linh bình thường sản khoái sản khoái con đại yêu chỉ dài vài trượng trông giống như báo nhưng lại có ba cái đầu cười lớn, linh dược ngon. Tất cả vào bụng ta, đổi lại là ở Tây Hồng, sau lưng những thế lực này có ai không phải Tiên Tông chống lưng, dây mơ rễ má kéo ra không rõ ràng, có lẽ còn chưa đợi nó ăn hết sinh linh nơi này, những lão già đó đã cưỡi phi kiếm đến rồi, nó nào dám buông thả như vậy. Vốn còn cảm thấy Tây Long cung quá đáng, ngay cả một lý do cũng không có, đã đuổi nó đến nơi khỉ ho cò gáy này. Ai ngờ, đây nào phải là nơi khỉ ho cò gáy rõ ràng là đại dược viên nhiều năm chưa được thu hoạch, đầy ấp linh dược thể người tỏa hương ngào ngạt, hơn nữa còn chẳng có ai trông coi, báo yêu liếc nhìn xung quanh, nhớ đến những thế lực tương tự còn hơn một ngàn, trong đó còn chưa tính đến những tán tu hoang dã không được ghi chép lại, đột nhiên nó có chút thèm thuồng. Lần này bị đuổi đến Nam Hồng không chỉ có mình nó, phải nhanh chóng hành động, nếu không sẽ để người khác nhặt được tiện nghi. Nghĩ đến đây, nó không còn do dự, nhảy vọt lên bầu trời, tùy ý cúi đầu, ba cái miệng lớn cùng lúc mở ra, kèm theo tiếng hít ngược trong phạm vi ngàn dặm có một cơn gió tanh tưởi dữ dội cuốn theo cả núi non biển xanh thẳng đến thân thể của vô số sinh linh kia đưa đến miệng nó giữa tiếng khóc than vang vọng khắp trời đất tông chủ của tông này loạn choạng đi đến đỉnh núi không ra tay chỉ chống cự lại sức hút kia đã tiêu hao hết toàn bộ nội tình của lão lão dùng chút sức lực cuối cùng quỳ xuống hai lòng bàn tay giơ cao quá đầu trong tay nắm một tấm lệnh bài nhỏ xinh tinh xảo trên tấm lệnh bài có khắc một hình trăng lưỡi liềm lão nhân đột ngột dập đầu âm thanh khàn khàn tuyệt vọng vang vọng trên đỉnh núi thanh nguyệt phù hộ yêu tà lui đi nghe vậy báo yêu rõ ràng sững sờ dùng mắt của hai cái đầu bên cạnh quét nhìn xung quanh động tác nuốt chửng cũng dừng lại một chút giọng nói của lão nhân rất nhanh đã bị cuốn vào cơn gió lốc giống như ánh trăng tản ra từ lệnh bài kia vừa bay ra đã tan biến dưới yêu lực đỏ như máu trước mặt đại yêu hợp đạo cảnh pháp lệnh do trưởng lão bạch ngọc kinh ban cho lại yếu ớt đến vậy thậm chí trông có chút đáng thương. Khạch 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 sau khi báo yêu sững sờ trong chốc lát, từ cổ họng phát ra tiếng cười rợn người, đám mang di các ngươi, cũng thú vị đấy. Lão nhân hơi ngẩng đầu, tóc bạc phơ bay phấp phới, nhìn ánh trăng vỡ vụn trên đầu ngón tay mình, tia sáng cuối cùng trong mắt cũng phai nhạt, sắc mặt càng thêm khô héo. Lão cũng không có ý trách bảy tiên tông. Tuy rằng những năm gần đây Nam Hồng thất tử có chút ẩn giật, nhưng quả thực là ở dưới mí mắt của Nam Long Cung, che chở cho bọn họ chỉ là cây đại thụ này đã mục nát đến mức không thể tự bảo vệ mình thật sự không thể lo nổi cho những rễ cây này nam hồng sắp diệt vong rồi lúc này nhìn vô số đệ tử trong tông bị cuốn vào cái miệng đầy máu tanh kia thân hình lão nhân cũng không thể chống cự lại sức hút đó bị ép bay lên chỉ có con ngươi vô thần đột nhiên giãn ra đôi chút ánh mắt lão bỗng nhiên bị một bóng đen chiếm giữ chỉ thấy trên bầu trời xanh thẳm cô quạnh từ từ thò ra một cánh tay đầy lông lá chấn động đến vậy sau đó năm ngón tay thô ráp mở ra, tóm chặt lấy báo yêu. Dưới lực lượng khổng lồ, tiếng cười của báo yêu đột ngột dừng lại, hóa thành tiếng gào thét chói tai, lão vượng già. Đây là linh dược thể người bản tọa vừa lấy được. Ngươi cũng dám dày mặt đến cướp sao, mau mau thả bản tọa ra, cùng với lực lượng khủng khiếp càng ngày càng lớn, ba cái đầu của báo yêu đồng thời cắn xé cánh tay đầy lông lá kia, cho đến khi toàn bộ máu thịt trên đó bị xé sạch, lộ ra khung xương trắng héo. Trong lúc nhai nuốt, nó lại phát hiện thứ trong miệng có gì đó không đúng vị. Hơn nữa, cánh tay đang xen giữa xương và thịt này, dường như không cảm thấy đau đớn, không những không buông lỏng, ngược lại càng siết chặt hơn một cách tàn nhẫn. Hầu huynh, toàn bộ linh dược này đều nhường cho ngươi, ta lại đi nơi khác xem, xem tiếp đối mặt với cảnh tượng bất thường này, báo yêu đột nhiên cảm thấy lạnh cả lòng, tu vi của nó vốn đã thấp hơn đối phương, lúc này bản năng bắt đầu rút lui. Đáp lại nó, là tiếng cười khinh bỉ từ sâu trong bầu trời hừ khi tiếng cười này vang lên bên tai trong lòng báo yêu bỗng nhiên phản ứng lại lão vượng già này rõ ràng là không thèm để ý đến đám tu sĩ này muốn nhân cơ hội hỗn loạn này nuốt chửng luôn cả nó người ép ta đấy đối mặt với tình huống như vậy nó nào còn tâm trí để ý đến linh dược thể người lập tức điều động yêu lực định liều mạng với lão vượng già này bữa tiệc thịnh soạn ở nam hồng này nếu đối phương bị thương nhất định sẽ chậm hơn một bước chỉ có khiến con vượng này cảm thấy được không bù nổi mất, nó mới có cơ hội thoát thân chạy trốn. Lời còn chưa dứt, báo yêu cũng không chú ý đến, sau lưng có một lưỡi đao lông chim tinh xảo đâm tới không một tiếng động, thậm chí lão vượng già còn cố ý nới lỏng kẻ hở giữa các ngón tay, chừa lại không gian cho lưỡi đao lông chim đó đi qua. Phục, máu yêu nóng bỏng văng tung tóe trên những ngón tay đầy lông lá. Trong khoảnh khắc báo yêu kinh hải quay đầu lại, Lực lượng yêu lực khủng khiếp đã được tích lũy từ lâu trong lưỡi đao lông chim kia, rốt cuộc cũng bùng nổ dữ dội vào lúc này, những chiếc lông trắng dày đặc hóa thành vô số lưỡi đao sắc bén, mỗi chiếc đều có uy lực không kém gì đạo binh, chúng tản ra trong cơ thể báo yêu, điên cùng quấy nát máu thịt của nó. Chiếc lông dài nhất trong số đó, trực tiếp chém con đại yêu này làm đôi. Khắp núi đồi, ngoại trừ những người đã ngất xỉu, bất kỳ tu sĩ nào còn giữ được ý thức ánh mắt đều bị vệt đỏ tươi văng tung tuế kia thu hút bọn họ nuốt nước bọt theo bản năng trên mặt đầy vẻ kinh hãi là tu sĩ nam hồng những người này có thể nói là chưa bao giờ thấy cuộc chiến giữa các đại yêu hợp đạo cảnh càng không thể biết được tại sao chúng lại đánh nhau hiện giờ báo yêu đã chết dường như bọn họ càng không có cơ hội sống sót chỉ là khác biệt giữa việc từ cái bụng này chuyển sang cái bụng khác thủy lục địa này rốt cuộc là bị làm sao vậy lão nhân loạn choạng rơi trở lại đỉnh núi, vẻ mặt có chút ngây dại, lão không hiểu, những đại yêu đáng sợ này, rốt cuộc đến từ đâu. Tận mắt nhìn thấy ba con đại yêu hợp đạo cảnh xuất hiện, trong lòng bàn tay lão nắm chặt tấm lệnh bài kia bỗng nhiên trượt xuống. Ngay tại khoảnh khắc thanh nguyệt lệnh sắp rơi xuống đất. Trong đầu lão vượng già lại vang lên giọng nói trong trẻo của an ức. Nhặt lên. Lão vượng già hơi cong ngón tay, yêu lực dao động, chỉ thấy ánh trăng vốn tan biến lại trở về lệnh bài, thanh nguyệt lệnh một lần nữa phát ra ánh sáng cũng từ từ bay trở lại trong lòng bàn tay lão nhân. Bốt! Lão nhân ngơ ngác nắm chặt thanh nguyệt lệnh, nhìn cánh tay đầy lông lá kia rụt vào trong mây mù, sau đó toàn bộ bầu trời trở nên vô cùng yên tĩnh, yêu lực nồng đậm nhanh chóng tan đi, ngoại trừ cảnh tượng hỗn độn đầy đất, dường như không có gì xảy ra. Lão cúi đầu nhìn chầm chầm lệnh bài trong tay, trầm tư hồi lâu, rốt cuộc cũng hiểu ra điều gì đó. Bọn họ đã sống rồi. Hơn nữa là nhờ tấm lệnh bài này, chính xác là nhờ bảy tiên tông đứng sau nó. Tuy rằng Yêu Tiên đột nhiên ra tay kia không nói một lời, nhưng vị tông chủ này vẫn hiểu được ý của đối phương. Cố gắng làm việc, sẽ không thiệt thòi cho các ngươi. Nghĩ thông đạo lý này, cảm xúc của lão nhân đột nhiên có chút kích động, hai cánh tay đều run rẩy, cho dù đối mặt với tình huống nguy hiểm như vậy, bảy tông vẫn là bảy tông kia, các ngươi theo ta, cung nên tiên tông, nghĩ đến đây, lão dơ cánh tay run rẩy mang theo vô số tu sĩ vừa sống sót sau tai nạn, cùng nhau cúi đầu hành lễ về phía bầu trời. Hửm, ở xa tận chân trời, bóng dáng đang vội vã lao đến sững sờ giữa không trung. Bích hải tông chủ có chút khó tin cúi đầu nhìn chính mình, vì ra ngoài tìm kiếm tông chủ thẩm, lão đã hết sức che giấu khí tức. Chẳng lẽ là già rồi, tu vi thụt lùi, đến mức đám tu sĩ bình thường này cũng có thể phát giác được sự tồn tại của mình chật bích hải tông chủ lắc đầu trực tiếp bước về phía trước phạm vi cảm giác của tu sĩ địa cảnh quả thực rất lớn nhưng cũng phải xem là so với cái gì trước mặt nam hồng to lớn muốn chỉ dựa vào cảm giác để tiên đoán trước nguy cơ đó là chuyện tuyệt đối không thể đừng nói là địa cảnh thiên cảnh cũng như vậy ví dụ như hiện tại lão quả thực phát giác được nơi này có đại yêu hợp đạo cảnh hoành hành nhưng đợi đến khi chạy tới đâu còn kịp nữa chỉ có thể dựa vào vận may gặp được thì cứu không gặp được thì thở dài hơn nữa cùng với việc bọn họ ra tay dưới sự trợ giúp của nam long cung đám yêu ma kia càng ngày càng nắm được nhiều thông tin hơn cũng càng dễ dàng tránh được thất tử thậm chí còn cố ý thiết kế phục kích nhưng cảnh tượng trước mắt lại không giống như giả vờ đám tu sĩ thuộc thế lực phụ thuộc này quả thực đều sống sót hơn nữa nghe có vẻ còn khá sung sức ngoại trừ bọn họ còn có ai có thể cứu được đám người này ta đại khái đã tìm được thẩm tông chủ rồi bích hải tông chủ lấy ra đạo bài bắt đầu truyền tin về trong tông thuận tiện hạ xuống dưới muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc là tình huống gì bảy tông nam hồng vẫn duy trì thế đối đầu với nam long vương song phương xa xa nhìn nhau dịp kéo liên tục thử nghiệm nhưng mỗi lần như vậy lão long kia đều lập tức phản ứng hoàn toàn không cho hắn cơ hội giao chiến vị tông chủ thiên kiếm tông này quá sắc bén so với đối đầu trực diện nam long vương càng thích dùng dao cùng cắt thịt tuy rằng không muốn chết nhưng lại càng đau đớn hơn tiến độ tu vi của đám tu sĩ này vượt xa yêu ma thậm chí chỉ vài vạn năm đã có thể đạt đến trình độ của yêu ma mấy chục vạn năm là cái giá phải trả bọn họ không chỉ phải chịu đựng sự khảo nghiệm của thiên địa từng bước một đặt ra giới hạn cho bọn họ quan trọng hơn là thực lực của bọn họ cũng liên quan mật thiết đến đạo tâm tần lão đầu từng có ngoại trừ những chuyện liên quan đến đồ để bảo bối của hắn thì cũng coi như thản nhiên như gió thoảng mây bay đạo tâm kiên cố khó phá nhưng không phải mỗi tu sĩ đều có định lực như vậy như diệp kéo sát khí lộ ra ngoài sắc bén vô cùng thân là một thanh thiên kiếm nếu cứ mãi bị giấu đi không cho phát tiết sát khí trong lòng rất nhanh sẽ bị ảnh hưởng do đó hắn chỉ có thể trở thành thanh kiếm trong tay tần lão đầu như tình huống hiện tại Diệp kéo có tu vi mạnh nhất trong thất tử, nhưng lại hoàn toàn không thích hợp cầm quyền, tề ngạn sinh thì có thể giữ vững, nhưng thực lực lại không áp chế được Diệp kéo. Không cần bao lâu, bọn họ sẽ từ từ nội đấu. Thế nào, thủ hạ của ngươi đã có tin tức chưa? Nam Long Vương mở mắt, biết nhìn kỳ chiêu nghĩa bên cạnh, chỉ chút chuyện nhỏ này, đối phương cũng làm không ra gì, thậm chí còn khiến nó hơi giảm lòng tin đối với Tây Hồng. Ta còn đang nghĩ cách. Kỳ chiêu nghĩa ngẩng đầu cười gượng, giải thích chắc chỉ là một sự cố nhiều đại yêu tụ tập cùng nhau như vậy có chút xung đột cũng là bình thường dù sao số lượng cũng đủ nhiều hơn nữa còn có hàng sơn lão tổ trấn giữ cục diện ta chỉ cần hơi dẫn dắt một chút đợi đến khi bọn chúng phát hiện ra sự màu mỡ của nam hồng tình huống này chắc chắn sẽ không xảy ra lần thứ hai vậy sao tuy rằng kỳ chiêu nghĩa nói có lý có chứng hơn nữa quả thực cũng không thể bắt bẻ được nhưng kha gia thái tử vẫn liếc mắt nhìn hắn một cái trong giọng nói mang theo vài phần châm chọc sau đó ánh mắt rơi vào chiếc ốc biển trong tay đối phương nếu nhớ không lầm thứ đồ chơi này đã mấy ngày không vang lên rồi tốt nhất đừng có bất kỳ sự cố nào kha gia thái tử thu hồi ánh mắt ngươi còn chưa ngồi lên được vị trí của kha thúc nói chuyện khách khí một chút kỳ chiêu nghĩa cười nhạt nhìn sang ốc biển trong tay không phải không vang chỉ là tin tức truyền đến từ bên trong hắn thật sự không thể nói ra chỉ có thể ra lệnh cho thuộc hạ lập tức điều tra rõ ràng nam long vương im lặng nhìn về phía xa theo lý mà nói song phương đối đầu nếu một bên thất thế bên còn lại nên vui mừng mới đúng nhưng lúc này vẻ mặt của ba người trấn giữ bên ngoài bảy tông lại phức tạp như nhau hắn nói hình như đã tìm được cơ tỉnh hy cất đạo bài rốt cuộc cũng thở vào nhẹ nhõm cho dù chưa thực sự đưa được thẩm nghi trở về nhưng cũng coi như có chút tin tức thất tử nhận được tin tức này trước còn hơn là Nam Long cung nhận được. Nàng thật sự không dám tưởng tượng, nếu đám Long yêu này biết được nội tình của Thẩm Nghi, rốt cuộc sẽ quyết tâm như thế nào để chém giết đối phương. Vậy thì tốt. Trên khuôn mặt hơi buồn bã của Tề Ngạn Sinh cũng lộ ra một tia vui mừng. Đây đại khái là chuyện duy nhất đáng vui mừng mà hắn nghe được trong những ngày gần đây. Lúc này, sắc mặt hắn hơi thay đổi, lấy ra đạo bài cẩn thận lắng nghe một lát sau tề ngạn sinh ngẩng đầu mí mắt hơi co giật ngươi cũng tìm được rồi nghe vậy diệp kéo bỗng nhiên quay đầu lại trên mặt đầy vẻ sửng sốt đang muốn hỏi gì đó lại phát hiện đạo bài của mình cũng đang rung lên hắn sững sờ một chút sau đó dùng lực nắm chặt bàn tay mạnh mẽ đè nén sự nôn nóng trong lòng ngươi đừng nói với ta ngươi cũng tìm được tung tích của tiểu tử thẩm nghi kia ở đầu bên kia của đạo bài đặng tương quân ngây ngẩn vài giây sao ngươi biết ta biết cái chân bà nội ngươi rốt cuộc diệp kéo cũng chửi thề ba sư đệ lần lượt đi tìm ở ba hướng khác nhau cách nhau hàng ngàn dặm từng người đều tìm được tung tích của thẩm nghi nhưng ngay cả một sợi tóc cũng không thấy một đám súc sinh rõ ràng đã biết thẩm nghi rời tông bắt đầu thả sương mù che mắt ở đây hành động này có ý nghĩa gì bọn họ hiểu rõ hơn bất kỳ ai nam long cung đang cố gắng che mắt bọn họ chẳng giết vị tông chủ trẻ tuổi kia người có thiên phú và tâm tính đều vượt xa cổ kim mà bọn họ từng gặp từ khi khai tông đến nay, người cứ tiếp tục ngồi xổm ở đây như con rùa đen đi, dịp mổ không nhịn được nữa, tề ngạn sinh vô duyên vô cớ bị chỉ vào mũi mắng một trận, cho dù tính tình có tốt đến đâu, lúc này trong lòng cũng nổi lên một ngọn lửa. Vốn đã lo lắng vô cùng, lúc này càng cảm thấy có chút nực cười. Sắp xếp của hắn có vấn đề gì, ai có thể tính đến chuyện thẩm nghi sẽ lặng lẽ rời đi, được được được, vậy thì đánh, đều nghe theo dịp tông chủ của các ngươi, tề mổ cũng đã nhịn nhiều năm như vậy, sớm đã chán ngấy rồi, đánh. Đem toàn bộ tài sản của thất tử đặt cược lên, cứ đánh một trận, mặc kệ là sống hay chết. Tề ngạn sinh đột nhiên đứng dậy, sắc mặt âm trầm. Nhìn thấy ngọn lửa đột nhiên bùng lên giữa hai vị sư huynh, cơ tỉnh hy thật ra đã sớm đoán được, cho dù không có chuyện hôm nay, hai người này với tính cách hoàn toàn trái ngược nhau cũng sẽ cãi nhau. Tất cả ngồi xuống cho ta cơ tỉnh hy nhắm mắt lại giọng nói rất nhẹ nhưng lại mang theo ý không thể cãi lại khi nam dương không còn mới có thể thấy được ánh sáng của thanh nguyệt sao vậy ngươi không phải là người lo lắng thẩm nghi tiểu tử kia nhất sao ngươi không dám đánh cởi bỏ lớp áo choàng của cường giả hợp đạo cảnh dịp kéo đã nhịn lâu rồi như một con chó điên nhìn thấy ai cũng muốn cắn hai phát cơ tỉnh hy lại không tức giận nhà nhạt nói cho dù có đánh hay không ít nhất cũng nghe đặng sư huynh nói xong đã hai người còn lại lúc này mới phản ứng lại đặng tương quân vẫn chưa cắt đứt liên lạc giữa các đạo bài lúc này đối phương phát ra một giọng nói nghi hoặc hả sao ta cảm thấy có gì đó không ổn tình huống gì đừng úp mở tề ngạn sinh điều chỉnh hơi thở trầm giọng nói hướng của huyền nhạc thành có gì đó không ổn ta phải đi xem đây là địa bàn của nam dương tông nếu thẩm tông chủ ra ngoài nhất định cũng sẽ đến đó để ta xem trước đã rồi nói sau nói xong đặng tương quân trực tiếp cắt đứt liên lạc đạo bài chỉ để lại ba người nhìn nhau với vẻ mặt phức tạp thật quá nực cười đặng tương quân cất đạo bài nhìn về phía trước hắn chỉ yếu hơn một chút so với nam hồng thất tử nhưng dù sao cũng là một đại tu sĩ địa cảnh hậu kỳ hơn nữa địa cảnh hậu kỳ này là vì lúc ở bạch ngọc kinh hắn chỉ khai mở được ba tòa tiên thành dù sao thì bảy tông phái ban đầu cũng chẳng phải thế lực lớn gì nếu không đã chẳng cần liên minh lập tông để tự bảo vệ mình sau này mới nhờ cơ duyên mà đột nhiên vươn lên sao có thể gom được bảy thiên kiêu khai mở bốn tòa tiên thành làm tông chủ chứ năm tháng trôi qua bốn tông nam dương thanh nguyệt linh nhạc và thiên kiếm thực ra không cùng một đẳng cấp với ba tông còn lại có thể nói là kéo theo những người như bọn họ tiến lên với sự giúp đỡ của các sư huynh sư muội này đặng tương quân tuy rằng cảnh giới không tiến triển nhưng căn cơ ngày càng vững chắc nếu thực sự giao chiến thì cũng không thua kém tu sĩ địa cảnh viên mãn hơn nữa ở nam hồng này hắn còn có thể mượn một chút sức mạnh của bảo địa từ các tông phái khác có thể nói là vô địch dưới thiên cảnh nhưng dù vậy hắn vẫn không hiểu nổi vì sao hai vị sư huynh sư đệ kia cũng tìm thấy tung tích của thẩm tông chủ chẳng lẽ trên đời này thực sự có pháp môn huyền diệu đến vậy có thể khiến tu sĩ hợp đạo qua lại khắp nam hồng rộng lớn đồng thời xuất hiện ở vài chiến trường khác nhau đùa gì thế nếu thực sự có thủ đoạn huyền diệu như vậy thì cần gì phải chia ra làm tứ hồng bắc long cung đã trực tiếp quản lý cả hồng trạch căn bản không có cơ hội cho nam hồng thất tử và vô lượng đạo hoàng tông phát triển nhưng đặng tương quân cao mày vừa rồi hắn thực sự cảm nhận được khí tức của đại yêu hợp đạo cảnh ngã xuống không dám nghỉ ngơi chút nào vội vàng đuổi theo đến đây người có thể giúp bảy tông phái phụ thuộc tiêu diệt đại yêu ngoài thẩm tông chủ ra chẳng lẽ còn có ai khác vậy mà mình đuổi theo suốt dọc đường, rốt cuộc là thứ gì, nghĩ đến đây, đặng tương quân không khỏi do dự một chút, nhìn về phía huyền nhạc thành. Vừa rồi hắn cảm nhận được một luồng khí tức hơi đáng sợ, vốn tưởng rằng đã tìm thấy thẩm tông chủ, nhưng giờ trong lòng lại mơ hồ có chút bất an. Xì, đặng tương quân cắn răng, vẫn lao về phía trước. Thẩm nghi quan trọng với nam hồng thất tử đến mức nào, là chuyện không cần nói cũng hiểu, vì điều này, dù mạo hiểm lớn đến đâu cũng đáng ít nhất cũng phải biết đối phương đang trong tình huống nào. Mang theo suy nghĩ này, Đặng Tương Quân xua tan mây mù, dốc hết sức đuổi về phía trước, tuy nhiên, càng đến gần lùng khí tức đó, biểu cảm của Đặng Tương Quân càng trở nên khó coi, hắn liếc nhìn sương mù xung quanh, phát hiện nơi này đều phủ đầy sương lạnh, ý lạnh thấu xương, lại có thể ảnh hưởng đến một tu sĩ địa cảnh như hắn. Hô. Hắn hơi bấm tay, gọi ra một ngọn lửa trắng, nuốt vào trong, sắc mặt mới khá hơn một chút. Lúc này Đặng Tương Quân đã chắc chắn, tồn tại phía trước chắc chắn không phải Thẩm tông chủ, bởi vì dù cách nhau cả trời đất, ý lạnh kinh người như vậy cũng đủ khiến sinh linh phía dưới hóa thành xác chết. Hắn cố gắng thu lại khí tức sạch sẽ hơn một chút, nhưng sự truy đuổi trước đó đã khiến khoảng cách giữa hai bên rất gần. Trong sương mù mênh mông, dần hiện ra một bóng dáng khô héo. Bộ quần áo rách nát, dường như bất cứ lúc nào cũng bị gió cuốn đi, hắn lặng lẽ đứng tại chỗ nhìn về phía này bàn tay bấm pháp quyết của đặng tương quân từ từ dừng lại một tay khác vừa nắm lấy đạo bài liền phát hiện tấm thẻ đó lạnh buốt trên bề mặt trơn nhẵn lại lặng lẽ xuất hiện thêm một vết nứt hắn lặng lẽ nuốt nước bọt sắc mặt trầm xuống ngươi là tông chủ của nam hồng thất tử người mặc đồ rách chậm rãi thò nửa người trên ra khỏi đám mây quan sát một lát lắc đầu nói ta không ăn ngươi đừng đi theo ta Mặc dù bảo dược nhân thể này quý hiếm đến mức khiến người ta thèm thuồng, nhưng hàng sơn lão tổ rất hiểu, quan hệ giữa bảy tông phái thân thiết đến mức nào. Hiện tại Nam Long Cung mang theo trưởng tử kỳ gia, đang đối đầu với ba tu sĩ thiên cảnh. Khắp nơi đều là đồ ăn của mình, hoàn toàn không cần thiết phải vội vàng ăn bảo dược này, khiến cơn giận dữ và thù hận của những tông chủ đó đổ lên đầu mình. Đến lúc đó những tu sĩ này bất chấp tất cả từ bỏ Long Cung, đến tìm hắn liều mạng, thì có chút không hay rồi đặng tương quân không nhớ nổi đã bao nhiêu năm chưa từng nghe thấy những lời như vậy từ miệng yêu ma ta không ăn ngươi hô hắn âm thầm nghiền ngẫm câu nói này trong lòng một cảm giác chua xót kỳ lạ dâng lên trong tim thiên địa quá tàn nhẫn với tu sĩ con đường thời trẻ không đi tốt thì chỉ có thể lỡ dở trong năm tháng dài đằng đẵng rất khó có cơ hội lật ngược tình thế Mặc dù trong lời nói của yêu tà này mang theo sự khinh thường không hề che giấu, nhưng đặng Tương Quân buộc phải thừa nhận, đối phương nói đúng sự thật, cho dù mình dốc hết sức liều mạng, cũng khó mà sống sót dưới tay tên hung ác này. Đây là một đại yêu thậm chí còn mạnh hơn cả cơ sư muội. Thực lực thật sự tương đương với thiên cảnh trung kỳ, tồn tại khủng bố như vậy, cho dù ở Tây Hồng cũng tuyệt đối là cường giả hàng đầu, vậy mà lại âm thầm lặng lẽ đến Nam Hồng Thủy Lục giờ phút này càng muốn đạp vào lãnh địa phụ thuộc của nam dương tông ngay trước mặt hắn mà đặng mỗ hắn với tư cách là một trong những tông chủ của nam hồng thất tử suy nghĩ rất lâu lại không nghĩ ra được cách nào đi đi hàng sơn lão tổ không cho đặng tương quân có cơ hội phản ứng nhẹ nhàng vung tay sương mù đột nhiên ngưng tụ toàn thân đặng tương quân như bị đóng băng chỉ có thể nhìn khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng kéo xa cách nhau cả trời đất cho đến khi trong tầm mắt không còn thấy bóng dáng của đại yêu này nữa. Đáng chết, đặng tương quân thở hỗn hển mấy hơi, mượn ngọn lửa trắng vừa nuốt vào bụng, hóa giải sương lạnh khắp người, lấy đạo bài ra lần nữa, cố gắng truyền cảnh tượng vừa thấy về trong tông. Tuy nhiên, đạo bài vốn đầy vết nứt, vừa rồi hắn rót khí tức vào, lại trực tiếp vỡ vụn ra một đại yêu thiên cảnh trung kỳ, hoàn toàn có khả năng thay đổi cục diện hiện nay của Nam Hồng đối phương lại không lựa chọn đến bảy tông phái mà là đến đây đương nhiên là vì có chuyện quan trọng hơn suy đi nghĩ lại có thể quan trọng hơn việc áp chế diệp kéo và những người khác chỉ còn lại việc phục kích thẩm tông chủ nếu biết chuyện này cho dù là tề sư huynh có thực sự làm được không động như núi không hô đặng tương quân thở dài một hơi hai tay liên tục vung lên từng con hạt giấy sống động như thật chui ra khỏi ống tay áo sau đó hóa thành hạt trắng thực sự bay về phía nam hồng thất tử từ bốn phương tám hướng để tránh tin tức này bị chặn hắn thả ra một lúc hơn trăm con cho dù hành động này có thể khiến tề sư huynh đưa ra quyết định sai lầm dẫn đến tự loạn trận cướp đặng tương quân cũng thực sự không thể giả vờ như không thấy hoặc ôm tâm lý may mắn nào đây chính là một cuộc phục kích nhằm vào thẩm tông chủ nam long cung hiểu rõ tính cách của thẩm nghi thậm chí còn hơn cả những tông chủ của các tông phái đồng minh này làm xong tất cả những việc này, đặng tương quân cẩn thận vô cùng thu lại khí tức, vừa mới thoát chết, lại không chút do dự lần nữa bước về phía huyền nhạc thành, ít nhất cũng phải có được tin tức đầu tiên mới thuận tiện để ba vị cường giả thiên cảnh đưa ra đối sách tốt hơn. giữa nam hồng thủy lục âm um, âm um, âm um, một con vượng yêu khổng lồ chạy hết sức trên bầu trời băng qua núi sông, sau đó quỳ lơ lửng giữa không trung, cánh tay dài dơ cao quá đầu như đang dùng vật trong tay để tế bái trời xanh nhưng tư thế tôn kính mà nó bộc lộ hướng mà nó quỳ lạy lại không phải là tiên đình trời xanh mà chỉ có một bóng người mặc áo đen đang ngồi xếp bằng đi đi thẩm nghi mở mắt khẽ gật đầu nhận lấy thi thể máu thịt be bét kia chỉ thấy hắn hơi giơ tay xác yêu hóa thành một dòng máu chảy về phía hắn năm ngón tay khẽ nắm một bóng dáng giống như móc bạc từ từ đứng dậy từ dòng máu mà xác yêu hóa thành đó là một con đại yêu chim ưng già, nhẹ nhàng vỗ đôi cánh. Trong nháy mắt, trong mắt con đại yêu chim ưng già này lại ánh lên tinh quang, cứ như vậy sống lại, cảnh tượng kỳ dị như vậy, nếu rơi vào mắt người khác, e rằng sẽ bắt đầu nghi ngờ thân phận của thanh niên áo đen này, chẳng lẽ thực sự là hóa thân của thiên địa cụ tượng. Đoạt tạo hóa, chuyển âm dương, nghịch sinh tử, đâu phải sức người có thể làm được, lại là hơn 30 vạn năm yêu thọ bị tiêu hao. Thẩm nghi theo lệ cất nó vào tây điện, cho an ức sai kiến lại âm thầm đếm trong lòng lẩm bẩm nói con thứ mười rồi không sai sau khi tiêu diệt được vượng yêu và hạt yêu hắn đã lấy hai con yêu này làm cầu nối thuận lợi thiết lập mối liên hệ với đám yêu ma tây hồng này ở nam hồng hiện tại thẩm nghi mới là người nắm giữ mọi tin tức không chỉ có rất nhiều đại yêu tây hồng trợ giúp mà còn thuận thế thu lấy tất cả thư tín mà kỳ gia lão đại truyền ra đương nhiên tiện tay cũng lấy luôn thọ nguyên mà đám yêu tướng kia dâng lên. Có thể nói như vậy. Thậm chí hắn còn hiểu rõ bước đi tiếp theo của một số yêu ma, hơn cả bản thân chúng, bởi vì đó vốn là hắn cố ý để thuộc hạ trấn thạch của mình phát ra khí tức, dù chúng đi qua. Lần này đại yêu từ Tây Hồng đến, tổng cộng 12 con. Ngoài lần đầu tiên thẩm nghi ra tay, hắn không ra tay nữa, mà vẫn luôn ngồi ở trung tâm Nam Hồng bởi vì gần như tất cả đại yêu trấn thạch, ấn tượng sâu sắc nhất là một sinh linh khủng bố từng thu được rất nhiều lợi ích trong sát kiếp, gọi là hàng sơn lão tổ. Hắn từ đầu đến cuối, đều đang tìm kiếm vị lão tổ này. Chắc là đủ rồi. Thẩm nghi đưa thần hồn vào vạn yêu Tây Điện, cảm nhận động tĩnh của thứ đang được ấp ủ bên trong. Còn thiếu một chút. An ức nhẹ giọng đáp. Với nhiều đại yêu hợp đạo như vậy, dưới sự dẫn dắt của huyết mạch nàng, mối liên hệ giữa nàng và tây điện ngày càng rõ ràng như sắp ngộ ra được điều gì đó được thẩm nghi khẽ gật đầu mặc dù tạm thời không thể kiểm chứng thứ đang được ấp ủ này có phải là thần thông như mình dự đoán hay không nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch với sự gia nhập của con đại yêu chim ưng già này đại diện cho tử kiếp ánh sáng vàng cuối cùng trong thành lớn khai hoàng đã bị nuốt chửng chỉ còn lại ánh sáng đỏ đậm hơi dính dính lưu động như máu tươi lại giống như ánh hoàng hôn mang theo vài phần khí chiều tà thẩm nghi đưa tay ra chiếc huyền bội âm dương liền rơi vào đầu ngón tay từ lúc bắt đầu là khí tím của hồng mông thiên binh biến thành ánh sáng vàng rồi đến giờ là ánh sáng đỏ cuối cùng hình dạng của miếng ngọc bội này cũng có thay đổi chỉ thấy trên thân ngọc trắng đen rõ ràng mắt cá âm dương hóa thành một đôi mắt hổ khoảnh khắc đôi mắt hổ mở ra bên trong đầy những tia máu trong suốt yêu hoàng binh Âm dương sinh diệt thẩm nghi đã đoán từ lâu rằng đạo binh của mình có thể tiếp tục trưởng thành, nếu không thì đạo binh được chế tạo lúc Bạch Ngọc Kinh, lại có thể phát huy tác dụng quyết định trong cuộc chiến của hợp đạo cảnh, giờ đây dưới lời nhắc nhở hiện lên trên bản điều khiển, coi như đã được chứng thực. Yêu hoàng binh hắn nhẹ nhàng nắm lấy miếng ngọc bội này, lại thấy âm dương hai mặt từ từ tách ra, giống như một con hổ con đen một con hổ con trắng, nhẹ nhàng lượn quanh ngón tay thẩm nghi, mang theo một chút thân thiết cọ sát vào ngón tay hắn. Trong hai bóng dáng lượn lờ, đều nằm một thân hình nhỏ bé đang ngủ say co ro. Điểm khác biệt duy nhất, chính là màu sắc của chiếc váy mãi diện trên người. Mau lên! Thẩm nghi cất ngọc bội đi, đứng dậy, hơi chỉnh sửa ống tay áo một chút. Theo động tác đứng dậy của hắn, ở một nơi nào đó xa xôi. Một con sói khổng lồ tuyết trắng đứng sừng sững trên mây, trong mắt mang theo một chút khinh thường đối với nam nhân mang, lặng lẽ nhìn đám người đang chạy trốn phía dưới. Nó chỉ phát ra một chút yêu lực mà thôi, đã khiến đám tu sĩ nam hồng này không còn chiến ý thực sự có chút nhàm chán cũng chỉ là để ăn mà thôi nghĩ đến đây sói trắng hơi bước lên phía trước đang định hạ xuống ánh mắt lại hơi sững sờ nó theo bản năng nhìn xung quanh chỉ thấy trong sương mù vốn trống rỗng đột nhiên xuất hiện từng bóng dáng có bóng dáng cao lớn như núi có bóng dáng nhỏ gầy như khỉ chúng không nhanh không chậm đi ra chặn kín mọi đường lui xung quanh sao lại tụ tập hết ở đây sói trắng sững sờ Nhìn những người quen này, gượng cười ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, phản ứng mà nó nhận được lại là một cú đập mạnh. Sói trắng cứng rắn ăn một cú vào mặt, thân hình khỏe đẹp bay ngang ra ngoài, lăn vài vòng trên không trung, vất vả lắm mới đứng vững được, khí tức có chút hỗn loạn, "Các ngươi, các ngươi có ý gì, vô duyên vô cớ bị tập kích?" Đáng lẽ nó phải tức giận, nhưng lúc này đối mặt với nhiều đại yêu cùng cảnh giới như vậy, đừng nói là đánh trả ngay cả trong tiếng chất vấn cũng thiếu vài phần tự tin may mắn là những đại yêu này không có ý chế dẻo chủ nhân đã không còn kiên nhẫn nữa rồi một con đại yêu cao lớn đạp sói trắng dưới chân sau đó rất nhiều bóng dáng ùa lên đủ loại thần thông thiên phú không tiếc sức mạnh ầm ầm đánh ra trong tiếng sói tru thê lương hoảng sợ và kinh nghi bất định tàn nhẫn xé xác nó thành từng mảnh máu thịt thu phục được con đại yêu địa cảnh cuối cùng thẩm nghi tùy ý liếc nhìn bản điều khiển trùng tạo thần hồn của 10 con đại yêu này, trừ đi thọ nguyên còn lại của bản thân chúng, đã lỗ gần 2 triệu năm yêu thọ. May mắn còn có đám yêu tướng mà kỳ gia lão đại mang đến bù đắp được một chút. Mặc dù những con yêu tướng phản hư cảnh này thực lực hơi yếu, nhưng số lượng cũng được, có mấy chục con chủ động đến tận cửa đưa tin, trong đó không thiếu những con tương đương với Bạch Ngọc Kinh. Cộng lại với nhau, cũng khá là nhiều, gần 4 triệu năm. Thọ nguyên yêu ma còn lại, 5 triệu 610 vạn năm Đừng nói là với tu sĩ bình thường Cho dù là Nam Long Vương đến Cũng đủ cho hắn sống 10 đời Nhưng thẩm nghi vẫn có chút không yên tâm Dù sao thì những yêu thọ này tuy nhiều Nhưng việc mình muốn làm Chính là nắm giữ toàn bộ Nam Hồng Thủy Lục Chuyện này cũng không phải là điều Mà sinh linh bình thường dám nghĩ tới Thôi trước tiên cứ xem Tây điện này rốt cuộc có thể ấp ủ ra thứ gì Thẩm nghi nghe tin tức Mà đại yêu Trấn Thạch hồi báo hình như cuối cùng hắn cũng tìm được vị lão tổ kia rồi hy vọng tính mạng của đối phương có thể giúp mình thực sự bước vào tầng thứ của thiên cảnh cũng không coi như uổng phí một chuyến đến nam hồng thẩm nghi thu lại tâm thần trong nháy mắt thần thông thần nhạc trấn thanh thiên viên mãn cảnh giới được thi triển hết mức bóng dáng áo đen hòa vào hư vô một lần nữa dường như không có gì thay đổi nhưng nếu có người khác ở đây chỉ cần quan sát kỹ sẽ kinh hãi phát hiện ra bầu trời trong vắt này lại đang di chuyển nhanh chóng về phía huyền nhạc thành an đình phong năm xưa có thể dời núi dời biển khiến thẩm nghi hiểu được thực lực của đại yêu hợp đạo là như thế nào mà lúc này cảnh tượng đổi trời thay đất này đủ để khiến chúng sinh khiếp sợ huyền nhạc thành thuộc quyền quản lý của nam dương tông đây là một trong số ít những thế lực phụ thuộc chịu cung cấp nơi cư trú cho phàm nhân cũng chính vì vậy phạm vi quản lý của họ rất lớn lên đến ba trăm thành trì dẫn đến xung đột với yêu ma khá nhiều may mắn thay trước đây có thiên kiếm tông bảo hộ nên cũng chưa từng xảy ra đại sự gì ngoài ý muốn duy nhất chính là khi thiên kiếm tông giao họ cho nam dương tông huyền nhạc thành bị quy yêu dưới trướng kha gia thất long tôn nhắm đến thử cưỡng ép thành chủ gã nữ nhi suýt chút nữa đã bị thủy tộc áp chế trở thành tay sai của yêu ma may mắn là thẩm tông chủ đã đích thân ra tay bình ổn cơn sóng dữ này theo tin tức nhận được ngày càng nhiều Giảng Thành chủ có thể nói là tận mắt chứng kiến vị tông chủ trẻ tuổi này từng bước từng bước bay lên trời cao, sánh vai cùng mấy vị tông chủ khác. Tại đại hội thất tử, Đối Phương càng thể hiện thủ đoạn tàn nhẫn khiến người ta kinh hãi, chém giết cả trưởng lão Thiên Kiếm tông Lưu Hưng Sơn, đồng thời cũng triệt để ngồi vững trên ngôi vị tông chủ. Đây là chuyện cực kỳ tốt đối với Huyền Nhạc Thành. Theo lẽ thường, dưới sự bảo hộ của tông chủ trẻ tuổi như vậy, Huyền Nhạc Thành sẽ phát triển thuận lợi. Nhưng hắn thật không ngờ, trong thời gian ngắn ngủi, Nam Hồng cư nhiên lại biến thành như vậy. Phù. Trong phủ thành chủ, Doãn Khởi Chương dựa vào ghế, bàn tay không ngừng xoa xoa bức thư vừa truyền đến từ Tiên Tông, mặc dù đã xem rất nhiều lần, thậm chí đến mức thuộc lòng, nhưng vẫn không muốn buông ra. Doãn Nhã Quân nhìn chén trà đã sớm nguội lạnh trên bàn, chậm rãi đi lên, định thay cha mình một chén khác. "Không cần, ta lại ra ngoài xem một chút." Doãn Khởi Chương hơi nâng tay, nhắm mắt lại, thầm đọc vài câu trong thư, ngàn vạn cẩn thận. Hắn đứng dậy, trên mặt lộ ra chút đắng chát. Là tu sĩ Bạch Ngọc Tinh duy nhất ở nơi này, Doãn Khởi Chương biết rõ hơn ai hết, tình huống có thể khiến thất đại tiên tông phát ra loại tin tức này rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào. Bốn chữ xem như vô dụng này, lại là việc duy nhất hắn có thể làm bây giờ. Cha, Doãn Nhã Quân hơi do dự, vẫn nhẹ giọng hỏi, ngay cả thẩm tông chủ cũng không bảo vệ được chúng ta sao, khi đó bị quy yêu đưa vào kiểu lớn chỉ là thoáng nhìn nàng đã nhớ kỹ bóng dáng mặc áo đen ấy sau đó có cơ hội đi theo cha tham gia đại hội thất tử trong đại hội áo đen trên người thiếu niên được thay bằng một bộ bào trắng rộng thùng thình của nam dương tông tựa như vần dương chói lọi ngồi ở trên bậc thang khiến người ta nhìn mà tâm thần hoảng hốt nàng rất khó tưởng tượng trên đời này cương nhiên còn có chuyện vị tông chủ trẻ tuổi kia không làm được nghe vậy thân hình giản khởi chương hơi khựng lại trầm ngâm rất lâu, không trả lời, chỉ cười khổ. Bức thư này đại biểu cho ý tứ của bảy vị tông chủ, mà thẩm tông chủ của huyền Nhạc Thành, chính là người trẻ tuổi nhất trong bảy vị này, ngay cả nam hồng thất tử cũng không có cách nào, thẩm tông chủ ước chừng cũng bó tay. Đành nghe theo số phận thôi. Doãn khởi chương bước ra khỏi chính đường, hắn đã cố gắng đối mặt với tình huống này bằng thái độ lạc quan nhất, nhưng thực tế là, nếu thật có yêu hòa ập đến, huyền Nhạc Thành với thể tích lớn hơn nhiều so với các thế lực phụ thuộc khác, nhất định sẽ là miếng mồi ngon không thể bỏ qua trong mắt yêu ma. Nghĩ đến đây, hắn bay lên, ánh mắt quét về phía bốn phương tám hướng. Không biết vì sao, có lẽ do áp lực trong lòng quá lớn, Dẫn khởi chương vốn là tu sĩ có cảnh giới khá cao, cư nhiên hiếm thấy cảm nhận được một tia lạnh lẽo, khiến hắn theo bản năng muốn kéo chặt quần áo trên người. Hít sâu một hơi, khi bàn tay chạm đến cổ áo, vị thành chủ này rốt cuộc cũng phản ứng được có gì đó không ổn. Hắn khẽ đặt ngón tay lên cánh mũi, Nhẹ nhàng lau một chút, nhìn màu đỏ chói mắt trên khớp ngón tay, mới phát hiện vì cái lạnh kỳ lạ này mà trong khoang mũi hắn cư nhiên chảy ra máu, chẳng qua còn chưa kịp chảy xuống, đã bị đông lại thành dạng tinh thể. Là một trong bốn thế lực phụ thuộc lớn nhất dưới Trướng Nam Dương Tông, Trưởng thành chủ đã gặp qua rất nhiều đại yêu khủng bố, nhưng giờ phút này, hắn lại đầy mờ mịt nhìn về phía Đại Dương sau lưng Huyền Nhạc Thành. Sau khi nhìn thấy vùng nước mênh mông trống rỗng kia, mờ mịt trong mắt hắn nhanh chóng hóa thành chấn động và sợ hãi. Doãn Khởi Chương nhanh chóng quay đầu lại, bi thương nhìn về ba trăm tòa thành sau lưng mình, thân hình đột nhiên còn xuống rất nhiều. Rất rõ ràng, Huyền Nhạc Thành đã bị yêu ma nhắm trúng, mà bọn họ thậm chí còn không có tư cách nhìn thấy đối phương, hiện tại ta, nên cẩn thận thế nào đây? Doãn Khởi Chương lẩm bẩm tự nói, giọng khàn khàn mang theo nồng đậm mờ mịt và tuyệt vọng. Đồng thời, ngay trong vùng nước rộng lớn mà mắt thường không thể chạm tới, một bóng dáng khô gầy từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống, chiếc áo rách nát nhẹ nhàng tung bay theo gió bàn chân hơi bẩn thiểu buông thõng đầu ngón chân kỳ dị nhẹ nhàng điểm trên mặt nước trong nháy mắt một gợn sóng vô hình nhanh chóng lan ra trên mặt nước sóng xanh dâng lên ngưng tụ lại tựa như móng vuốt dữ tợn chớp mắt ngàn dặm tất cả đóng băng kèm theo âm thanh khiến người ta ê răng phản phất như có một ngọn núi lạnh xuất hiện từ hư không mang đi tất cả sinh mệnh trong phạm vi này đồng thời ý sương lạnh ấy lan về phía huyền nhạc thành với tốc độ mắt thường có thể thấy được lão tổ đạp băng sơn không nhanh không chậm tiến về phía trước những hơi thở sinh linh kêu hội tụ lại từ trong hàng băng tràn vào bàn chân hắn khiến cơ thể khô gầy của hắn tăng thêm vài phần sức sống nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha